Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đến với ngày thứ 58 trong chuỗi các clip yoga dành cho người mới bắt đầu. Hôm nay thì mình rất là vui khi có hai huấn luyện viên tham gia đồng hành cùng với chúng ta clip ngày hôm nay. Đó là huấn luyện viên Nares Đạt Anh và huấn luyện viên Mộc Lan. Thì hôm nay thì mình sẽ có một chủ đề, đó là chủ đề bài tập về độ mông. Có rất là nhiều các chị đang comment rất là nhiều muốn có một cái chủ đề độ mông, thì mình đã có một bài tập rồi. Và hôm nay thì mình sẽ có một cái bài tập thứ hai về độ mông do huấn luyện viên Nares Đạt Anh hôm nay sẽ là người hướng dẫn để cho các chị em và chúng ta cùng bắt đầu tập luyện nhé. Mời huấn luyện viên Nares Đạt Anh cùng bắt đầu thực hiện clip ngày hôm nay, và hôm nay mình sẽ là một người tập cùng. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu nhé. Rồi, rất cảm ơn cô Nguyệt và cảm ơn bạn Mộc Lan làm mẫu. Mình bắt đầu luôn nha chị em ơi. Mình sẽ bắt đầu khởi động một chút trước đã. Để tập mông được thì trước đó mình sẽ cần phải làm nóng toàn bộ phần thân dưới của mình và một chút phần lưng dưới của mình nữa, để cho cái mông của mình nó nóng căng lên thì mình sẽ tập được hiệu quả hơn. Mình sẽ di chuyển hai chân của mình sang hai bên. Rồi, mình vẩy hai chân của mình ra phía sau thêm một chút để làm mình mềm cái cổ chân, mềm cái đầu gối, mềm khớp hông của mình nặng. Rồi, hai tay của mình chống lấy hông, đánh hông sang bên phải, đánh hông sang bên trái, đánh hông sang bên phải, đánh hông sang bên trái, một lần nữa sang bên phải, một lần nữa sang bên trái, rồi bên giữa, hít vào, hai tay mình vươn lên trên cao, duỗi cơ thể của mình ra đã, hớ ra, mình gập người xuống, con cò, làm giãn lưng dưới, cơ mông và khoeo chân của mình. Hít vào, mình từ từ cuộn người lên, đứng dậy. Thở ra, mình chắp hai tay trở lại, Namaste. Hít vào, lần thứ hai, hai tay vươn cao. Thở ra, con cò gập người xuống, rũ cái hông của mình ra nào. Một lần nữa, hít vào, cuộn người lên. Thở ra, Namaste, chắp hai tay lại. Hít vào, trái núi lần nữa. Hớ ra, con cò lần nữa nào. Ok, và mình chống hai tay ở đây. Mình sẽ xoay ngang ra, còn hai bạn người mẫu sẽ vẫn để nguyên để mình có thể nhìn được nhiều hướng hơn. Mình sẽ đi bộ hai chân của mình thêm một chút để làm căng thêm hông của mình. Hãy làm mềm cái hông của mình ra và lắc cái hông của mình sang hai bên đó. Rồi, chân đi, chân kiễng, chân đi, rồi chân kiễng. Hít vào, tư thế cái ghế, mình trùng hai đầu gối, mình đưa cái mông của mình ra phía sau nhiều, trọng tâm dồn nhiều vào gót chân và hai tay vươn lên chéo 45 độ. Thở ra, con cò, mình thêm hai tay ở phía sau, mình đan hai tay và hất hai tay ra xa khỏi lưng của mình. Hít vào, lần thứ hai cái ghế, hai tay vươn lên chéo, khởi động thêm hai chân của mình nào. Thở ra, con cò khóa tay, hai tay ở phía sau mình đan, mình hất lên. Mình không cần thẳng chân đâu nha chị em. Chị em nào mà mình cảm thấy căng chân quá thì mình hơi trùng chân cũng được, không sao cả. Hít vào cái ghế một lần nữa, hai tay vươn lên chéo. Hít sâu nào. Thở ra, con cò, hai tay ở phía sau mình đan và mình nâng tay của mình lên. Nằm giữ một chút. 4, 3, 2, 1, hít vào, mình từ từ cuộn người lên, đứng dậy nào. Thở ra, Namaste, chắp hai tay lại. Rồi, mình sẽ đứng ở vị trí đầu thảm, mình khởi động thêm một chút nữa thôi. Rồi, hít vào, hai tay vươn lên trên cao, đứng ở đầu thảm đi. Thở ra, chống hai tay xuống con cò. Rồi, hít vào trước ghế, hai tay vươn lên chéo nào. Hai chân của mình đưa ra phía sau và trở về, nằm sấp luôn xuống thảm. Hít vào, trườn người lên con rắn. Thở ra, trở về em bé cho mông ở gót chân. Hít vào, cuộn người lên con mèo, mắt nhìn đằng trước nào. Thở ra, vê ngược mông mình lên trên cao. Hít vào, tấm ván xô người về đằng trước, lưng ngang sàn nào. Thở ra, nhẹ nhàng hai chân bước lên đầu thảm. Thêm một vòng nữa, hít vào, cuộn người lên. Thở ra, Namaste, chắp hai tay lại. Hít vào, trái núi, hai tay cáo.
hở ra, con cò hai tay hạ xuống, hít vào chiếc ghế hai tay vươn chéo, thở ra nằm sấp hai chân lùi ra đằng sau, rồi hít vào con rắn lên, thở ra em bé lùi, hít vào con mèo lên, thở ra vế ngược mông cao, hít vào tấm ván một lần nữa, thở ra hai chân bước lên đầu thả, hít vào cuộn người lên đứng dậy và namaste, mình chắp hai tay lại. Rồi, ok, mình chỉ khởi động một thế thôi nha chị em ơi. Rồi, bây giờ mình sẽ đi vào giải phẫu cái phần cơ mông một chút xíu, được không ạ? Mình muốn có một bờ mông của mình cao, săn chắc, được không ạ? Chị em nào mà cái mông của mình có rồi, nhưng mà nó chưa săn, nó vẫn còn hơi lúc lắc một chút xíu, thì mình sẽ muốn làm sao để cái mông của mình nó cao lên, nó căng lên, nó tròn hơn, nó đúng nét hơn, để mình phân rõ được đâu là mông, đâu là đùi, được không ạ? Còn chị em nào mà mình chưa có mông thì mình sẽ muốn là mình độ cho cái mông của mình nó căng tròn hơn. Thì tất cả các quá trình đó là quá trình là mình tăng cơ mông và mình làm giảm những cái phần mỡ không cần thiết đi, được không ạ? Thì như vậy thì cái cơ mông của mình sẽ bao gồm là ba phần cơ chính, bao gồm là cơ mông lớn ở phía sau, đó, được không ạ? Khi mà mình nhìn ngang, giúp cái mông của mình trông nó tròn hơn ấy, thì chính là cơ mông lớn. Thì còn hai phần bên cạnh đó là cơ mông nhỡ và cơ mông nhỏ ở bên cạnh, thì giúp cho chị em trông cái mông của mình không bị hõm, được không ạ? 10 người thì có đến 9 người là sẽ bị hõm mông, bởi vì cấu tạo cái phần cơ mông của mình là chỉ phát triển phần cơ mông ngoài khi mà mình có các chuyển động chân đá sang ngang, được không ạ? Thì thông thường trong cuộc sống thì mình chỉ tiến về đằng trước chứ mình đâu có ai đi sang ngang như con cua làm gì, đúng không ạ? Chính vì vậy là cái việc mà bị hõm mông là chuyện rất là bình thường, và mình sẽ cần phải bổ trợ thêm các bài tập để cho mông của mình tròn trịa hơn, ok ha. Bây giờ mình sẽ, trong thời lượng chương trình có giới hạn, thì mình sẽ giới thiệu chị em 3 bài tập mông để chị em có thể tập luyện tại nhà mà không cần dụng cụ ha. Rồi bây giờ chị em hãy về tư thế đứng thẳng, hai chân mở rộng ra bằng với vai, mũi chân hơi chéo ra phía ngoài một chút. Hít vào, mình tư thế cái ghế nhưng không cần hai tay lên cao, mà chỉ cần để hai tay phía trước là được. Rồi, chính là cái ghế và cũng là động tác squat ở trong gym, được không ạ? Có điều làm sao để mình to vào mông nhưng lại không vào đùi nhiều, thì bí quyết ở đây đó là mình hãy lùi cái mông ra đằng sau. Nó sẽ nặng trọng tâm về cái mông và đùi sau của mình hơn, giúp cho mình nở hậu nhiều hơn và không bị to đùi. Ok, thở ra, mình chỉ việc đứng dậy là xong. Hít vào lần thứ hai, mình chung hai chân, nhớ ha, chị em nhìn ngón chân của mình này, trọng tâm của mình đang dồn về đằng sau, còn ngón chân của mình thì móc lên. Đó, nở hậu. Thở ra thì mình hãy ủn cái mông về đằng trước. Rồi, hít vào, tập trung cảm nhận phần mông của mình để mình lùi cái mông của mình ra phía sau nhiều ha. Mình tập phần cơ nào thì mình hãy ý thức vào phần cơ đó. Thở ra, mình cuộn cái mông về đằng trước, mình siết cái mông của mình lại ha. Chị em có thể sờ vào chính cái mông của mình, thấy cái mông của mình nó săn lại, nó chắc lại, thì đúng rồi, tức là mình đã tập đúng, được không ạ? Hai lần nữa, hít vào, lùi mông ra phía sau nhiều. Mời hai người mẫu xoay ngang người ra để chị em có thể nhìn động tác được rõ ràng hơn. Rồi, lùi mông ra đằng sau nào. Mình phân tích thêm một chút xíu về kỹ thuật động tác này là mình hãy để cho bàn chân của mình chéo ra và hai đầu gối của mình cũng mở chéo ra. Bàn chân mở bao nhiêu thì đầu gối cũng mở bấy nhiêu, được không nào? Thở ra thì ủn cái hông về đằng trước. Ok, một lần nữa, hít vào, lùi mông ra phía sau nhiều. Rồi, mình hãy mở đầu gối ra và nhớ ha, cái lưng của mình thẳng tuyệt đối ha, mình duỗi dài cái lưng của mình ra. Mình có thể sẽ cần rút thêm cả cái rốn lên để hỗ trợ cho cái lưng của mình khỏe hơn nha. Thở ra, đẩy lên. Rồi, lần thứ 5, hít vào, đưa mông ra đằng sau. Rồi, giữ nguyên hít thở đều đây một chút. 5, tiếp tục lùi ra đằng sau. Cảm giác như mình muốn ngồi chiếc ghế đằng sau. 4, 3, 2, 1. Và ok, thở ra, mình cuộn mông, mình đứng lên. Rồi, động tác này mình mỗi lần mình có thể làm từ 5 lần đến 12 lần và hãy làm từ 3 hiệp đến 4 hiệp ha. Vừa rồi hai người mẫu của chúng ta đã làm một hiệp đầu tiên là 5 lần,
Bây giờ mình sẽ làm hiệp thứ hai là 7 lần ha. Ok, hiệp thứ hai bắt đầu. Hít vào, đưa mông ra phía sau nhiều. Mục đích mình đưa tay về đằng trước là để cân bằng trọng lượng với cái mông của mình ha. Thở ra, từ từ đẩy hông về đằng trước, siết cơ mông lại ha. Hít vào, lùi mông ra đằng sau. Mình có thể với hai cái củi trỏ về đằng trước thêm một chút để có thể đưa mông ra phía sau nhiều. Mông ra phía sau càng nhiều thì tác động vào cơ mông càng hiệu quả. Thở ra, ủn mông đứng lên. Hít vào lần thứ ba, lùi mông. Thở ra, ủn mông về đằng trước. Hai lần nữa, hít vào, lùi mông, lần bốn. Thở ra, đẩy lên. Mình nhớ kết hợp hơi thở nha. Hít vào lần năm, lùi mông ra đằng sau. Lùi xa vào, lùi nữa vào. Cảm giác mình muốn ngã ra đằng sau luôn. Thở ra, đẩy lên. Hai lần nữa nhé. Sáu, hít vào, lùi mông ra đằng sau nhiều. Lùi xa nữa. Thở ra, ủn. Bảy, hít vào, lùi mông ra đằng sau nào. Và hít thở đều ở đây. Năm, bốn, ba, hai, một. Ok, thở ra, đẩy người lên. Rồi, trong khuôn khổ của video ngắn giới hạn thì mình sẽ không đi hết tất cả 4 rep. Mình không đi hết tất cả 4 hiệp. Mình chỉ đi có 2 hiệp thôi, được không ạ? Chị em hãy làm hiệp đầu 5, hiệp thứ 2 thì 7, hiệp tiếp theo thì 9, hiệp theo nữa thì 11, 12, được không ạ? Mình sẽ chuyển tiếp sang động tác tiếp theo để giúp cho phần mông của mình tròn trịa hơn, đỡ bị ho mông. Rồi, 12 người mẫu mình sẽ chống tay xuống trở về tư thế con mèo. Mình giữ cho phần đùi và hai cánh tay của mình vuông góc với mặt sàn ha. Rồi, mình muốn cho phần mông của mình tròn hơn, đỡ bị hõm thì mình hãy nâng chân sang ngang. Bắt đầu ha. Hít vào, mình nâng chân phải của mình sang ngang. Mình hãy giữ cho cái cẳng chân phải ngang với mặt sàn ha. Chị em sẽ cảm nhận được cái phần cơ mông bên ngoài của mình nó căng lên, nóng ran lên, được không nào? Thở ra, mình từ từ hạ chân xuống. Mình hãy cố định tất cả các phần cơ còn lại không dùng đến, được không nào? Chỉ điều khiển nâng chính xác, kích hoạt chính xác phần cơ mông thôi. Hít vào, đổi sang chân trái. Mình mở đầu gối chân trái của mình ra. Rồi, điểm nâng chân tối ưu là sẽ nâng được chân lên ngang mặt sàn, được không ạ? Nâng lên 90 độ thôi. Đùi ngang sàn, cẳng chân ngang sàn, đầu gối cũng vuông góc. Rồi, thở ra hạ xuống. Tương tự, hít vào, chân phải mình nâng lên trên nào. Ok, mình không cần nhìn theo chân, được không nào? Mình sẽ giữ nguyên cái phần thân của mình, nâng cái rốn của mình lên. Mình sẽ cần cái lưng của mình thẳng tuyệt đối, được không nào? Mình, nếu ai có thể được thì mình hãy bẻ thêm cái bàn chân của mình một chút để mình kích hoạt và siết cứng được đôi chân của mình được tốt hơn. Thở ra hạ xuống. Hít vào, chân trái nâng lên. Thở ra hạ xuống. Hít vào, chân phải nâng lên. Thở ra hạ xuống. Hít vào, chân trái nâng lên. Phối hợp hơi thở nha chị em. Hơi thở, hít vào. Thở ra thì xuống. Bảy, chân phải nâng. Thở chân xuống. Tám, chân trái nâng. Thở chân trái xuống. Chín, chân phải nâng. Thở chân xuống. Mười, chân trái nâng. Thở xuống. Mình hãy bonus làm thêm hai cái nữa. 11, chân phải nâng và giữ nguyên, hít thở đều ở chỗ này. 5, 4, cảm nhận cơ mông nóng ran. 3, 2, 1, thở ra hạ xuống. Rồi, 12, hít vào, chân trái nâng lên. Rồi, rất tốt, được không nào? Mình làm ít cũng được, nhưng hãy làm lần nào chắc lần đó. 5, 4, 3, 2, 1. Rồi, ok, thở ra. 12 người mẫu xuôi chân và ngồi trở về tư thế em bé để cơ mông của mình thư giãn một chút xíu. Vậy là mình đã đi xong hiệp đầu tiên gồm 12 lần. Mỗi chân, mỗi bên mông làm 6 lần, được không ạ? Bây giờ mình sẽ chuyển sang hiệp thứ 2. Mỗi chân mình làm 8 lần, tổng 2 chân là 16. Bắt đầu ha. Rồi, hít vào, mình trở về tư thế con mèo.
Sau đó mình nâng luôn chân phải sang bên phải. Rồi nhớ hạ, mình hãy giữ cố định các phần cơ còn lại, các phần thân thể còn lại, càng nhiều càng tốt. Thở ra, hạ chân phải xuống. Hít vào, chân trái của mình nâng lên nào. Rồi, tập trung cảm nhận cơ mông của mình. Thở ra, hạ chân xuống. Hít vào, chân phải nâng lên. Đúng rồi, nâng bụng của mình lên. Lưng của mình căng một chút. Thở ra, hạ xuống. Hít vào, chân trái nâng lên nào. Thở ra, xuống. Nắm chân phải lên. Thở ra xuống, 6 chân trái lên. Thở ra xuống, 7 chân phải lên. Thở ra xuống, 8 chân trái lên. Mình hãy ý thức vào việc xoay cái đầu gối lên một chút. Thở ra xuống, 8 chân trái lên, 9 thôi, 9 chân phải lên. Thở ra xuống, 10 chân trái lên. Thở ra xuống, 11 chân phải lên. Rồi, nâng cao hơn hông thì càng tốt tí nữa. Mình có thể co chéo thêm chân về đằng trước thêm một tẹo để tác động được thêm vào lườn, bé thêm phần eo của mình nữa. Rồi, hạ xuống, 12 chân trái lên. Chị em nào muốn bé eo thì hãy co chân chéo về đằng trước thêm một chút ha. Thở ra xuống, 13 chân phải lên. Co chéo về đằng trước thêm một chút nữa nào. Đưa cái đùi về gần cái lườn. Thở ra xuống, 14 chân trái lên, bụng của mình nâng lên nọ. Thở ra xuống, 15 chân phải lên. Rồi, giữ nguyên hít thở đều đây. 5, cố lên ha, đừng bỏ cuộc. 4, 3, 2, 1, rồi, ok, hạ xuống. Từ từ bên kia, 16 chân trái lên. Và giữ nguyên hít thở đều đây. 5, bẻ ngang bàn chân nọ. 4, 3, nâng gối. 2, ok, rồi, cơ mông của mình đã nóng gian rồi, rất là căng cơ mông. Rồi, xuôi chân và ngồi trở về tư thế em bé, vậy ha. Rồi, vừa rồi là mình đã đi 2 hiệp để tập phần cơ mông bên ngoài, giúp cho phần mông của mình tròn hơn, căng hơn, cao hơn. Khi mông của mình cao lên thì trông đôi chân của mình đỡ ngắn, được không ạ? Chỉ đỡ thôi nhé. Đây là cảm giác chị em ơi, nó chỉ là cảm giác thôi. Nó chỉ là cảm giác thôi. Thực tế là tổng chiều cao cơ thể của mình nó không thay đổi. Nhưng nếu mình giúp cho cái mông của mình cao lên thì cái lưng của mình sẽ ngắn lại và cái chân của mình nó sẽ dài lên. Tổng thể sẽ được cao lên, đúng không ạ? Tổng thể mình sẽ trông cao một chút. Rồi, ok. Vừa rồi mình đi 2 hiệp rồi. Chị em nhớ ha, tập ở nhà chị em hãy làm đủ cả 4 hiệp. Còn ở trong khuôn khổ bài tập hôm nay mình chỉ làm 2 hiệp thôi. Rồi, mình chuyển sang bài tập số 3. Là bài tập mình kết hợp tập cả mông và bụng. Được không nào? Bây giờ mình hạ thêm 2 cái củi trỏ của mình xuống. Rồi, hít vào. Bây giờ chân phải của mình duỗi ra đằng sau ha. Mình đẩy cái gót chân phải ra đằng sau để mình kích hoạt cơ mông lớn. Thở ra. Mình hãy xoay đầu gối chân phải ra phía ngoài ha. Và mình hãy liếc nhìn sang bên phải, nhìn qua vai phải, thấy được luôn cả đầu gối. Hít vào, duỗi chân phải ra đằng sau, đạp dài cái bàn chân của mình lại. Thở ra, xoay đầu gối chân phải sang bên cạnh. Chị em nào cảm thấy cơ mông của mình nó đau thắt luôn á thì đúng rồi đó. Hít vào chân phải đằng sau, mình chỉ làm một chân thôi ha, được không nào? Đẩy xa cái gót chân của mình ra. Thở, xoay đầu gối ra phía ngoài. Rồi, nâng cao rốn của mình lên thêm một tí nữa. Hãy đưa đầu gối về gần vai thêm tí nữa nào. 4, hít vào, chân đưa ra đằng sau. Mình biết là chị em rất đau mông, nhưng mà cố lên, đau là hiệu quả đó. Thở ra, xoay đầu gối về vai nào. Lần 4 rồi, 2 lần nữa nha. Hít vào lần 5, đưa đằng sau. Ôi dồi ôi, đau quá. Ôi dồi ôi, đau quá, tê hết mông rồi. Thở ra, xoay sang bên cạnh nào. Xoay, 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 xoay. Lần cuối cùng, 6, hít vào, đưa ra đằng sau. Ok, và giữ nguyên hít thở đều đây. 5, nâng cao rốn lên chị em ơi. 4, mình không dùng lưng ha, mình chỉ dùng mông thôi. 4, 3, 2,
Một thở ra xoay đầu gối để kích hoạt cơ mông bên ngoài, mông tròn hơn nào. 5, nâng cao gối lên. 4, 3, 2, 1. Ok, rồi trở về em bé đã. Cho mông ra đằng sau, ngồi nghỉ một tí. Rồi, động tác này mình chỉ cần làm từng bên một là cũng đã rất căng rồi. Mình cứ làm bên phải rồi nghỉ một tí, rồi lại chuyển sang bên trái rồi lại nghỉ, không sao cả. Đổi bên, hít vào, mình trở về tư thế con mèo, hạ thêm hai củi trỏ của mình xuống. Rồi, sau đó mình nâng luôn chân trái ra đằng sau, đẩy dài bàn chân của mình ra. Ha, chị em nhìn này, lực nhé. Lực là sẽ đi vào nửa sau của chân, đi về phía gót chân ha. Thở ra, xoay đầu gối ra. Thì mình có thể vuốt mũi chân hoặc móc chân thì tùy chị em, không sao cả. Lúc này hãy tập trung vào cái đầu gối, được không nào? Hít vào, đưa chân ra phía sau, lần thứ hai tập trung vào gót. Thở ra, xoay đầu gối ra bên ngoài. Tất nhiên là tập trung vào đầu gối rồi. Xoay đầu gối lên. Rồi hít vào lần 3, đưa ra đằng sau, tập trung vào gót chân. Nâng rốn lên, nâng rốn lên, nâng rốn lên, nâng rốn lên. Rồi thở ra, xoay đầu gối sang bên cạnh. Lần 3 rồi, 3 lần nữa nha. Hít vào lần 4, ra đằng sau, từ từ, từ từ, từ từ. Thở ra, xoay sang bên cạnh. Mình biết chị em đang rất đau mông, nhưng hãy nghĩ về một bộ mông đẹp nào. 5, hít vào, đưa ra đằng sau, mông căng nào. Thở, xoay sang bên cạnh, mông tròn nào. Lần cuối cùng, 6, hít vào, đưa tay đằng sau và hít thở đều ở đây. 5, đẩy gót chân ra. 4, bụng nâng lên. 3, 2, 1, thở ra, xoay đầu gối sang bên cạnh, hít thở đều. 5, 4, ôi đau mông quá. 3, cố lên nào. Rồi, 2, rồi ok, thở ra, hạ xuống. Rồi, mình đưa mông ra đằng sau, trở về em bé, nghỉ ở đây một tí. Rồi, động tác này chị em hãy làm mỗi chân 3 hiệp, được không nào? Mỗi chân 3 hiệp. Mỗi một hiệp mình có thể làm 6 lần như vừa rồi. Hoặc chị em nào mà mình tập tốt hơn, sau một thời gian mà cơ của mình khỏe hơn, mình có thể tăng lên làm 7 lần, 8 lần, 9 lần và 10 lần thôi ha. Rồi, ok. Chị em nào làm tốt hơn nữa, về tương lâu dài, chị em có thể xoay cái đầu gối lên cao hơn để tăng biên độ khớp háng, giúp cho khớp háng của mình linh hoạt thêm, được không nào? Rồi, sau khi mình trải qua 3 bài tập cơ giúp cho cơ của mình căng, thì bây giờ mình cần phải cho cái cơ của mình nó được thư giãn và nghỉ ngơi một tí, được không nào? Bây giờ mình đưa chân trái về đằng trước, để đầu gối chân trái ở giữa hai cổ tay đó, tư thế con bồ câu, được không nào? Và mình gập người về đằng trước luôn. À, rất đơn giản, mình gập người về đằng trước. Rồi, ở trong tư thế này sẽ giúp cho phần mông bên trái của chị em, cái chân đằng mình nó lên đó, chính là cái chân mà mình vừa đưa đầu gối lên, chân trái đó, giúp cho cơ mông của mình giãn ra, thư giãn. Rồi, cơn đau thư giãn, nó cũng là đau, nhưng nó đau kiểu nhẹ nhàng, đau kiểu dễ chịu ha. Rồi, mình cứ nằm đó thôi. Mình cố gắng mình úp cho hai bên hông của mình cân bằng nhau, được không nào? Bên hông bên phải nó có xu hướng sẽ kênh nhiều hơn, do là cái khớp háng của mình nó mở chưa có đủ á, thì không sao, mình có thể lắc lư nhẹ phần hông của mình sang hai bên, giúp cho cơ mông của mình thư giãn theo nhiều sợi cơ ở nhiều hướng khác nhau hơn, được không nào? Mình lắc nhẹ như vậy. Hít vào, mình chống hai tay lên tư thế con bồ câu ngồi và ưỡn cao cái lồng ngực của mình lên, mở ngực mở vai ra một chút. Thở ra, mình đưa chân trái trở lại tư thế em bé. Rồi, đổi chân ha. Hít vào, cuộn người lên con mèo. Sau đó thở ra, đưa luôn chân phải về đằng trước, con bồ câu nằm. Rồi, mình hạ luôn người xuống. Rồi, tương tự ha. Rồi, mình giãn cơ. Mình co cơ xong thì mình cũng phải có giãn cơ để trả nữa ha. Cân bằng cỏ co và cả giãn ha. Rồi, nằm xuống nào. Mình có thể tiếp tục lắc lư nhẹ cái hông của mình sang hai bên để làm giãn cái phần cơ mông của mình theo nhiều hướng hơn. Cái sợi cơ của mình nó có rất nhiều sợi ha. Nó có nhiều hướng. Có sợi thì ở ngoài, có sợi thì ở trong. Chính vì vậy mà mình sẽ cần phải làm giãn theo nhiều hướng một chút. Mình không cần phải giữ cố định đâu. Chị em cứ di chuyển theo, chị em cảm nhận. Chị em có thể nhắm mắt lại, chị em cảm nhận xem là
cái đi qua cái đoạn nào, đi qua cái khoảnh khắc nào mà mình cảm thấy nó căng hơn, cảm thấy là mình dễ chịu hơn thì mình hãy làm thêm một chút. Rồi, thư giãn là để dễ chịu ha. Rồi, 5, 4, 3. Rồi, hít vào con bồ câu ngồi, ưỡn ngược lên, mở vai nào. Thở ra, trở về tư thế em bé, lùi chân phải trở lại. Rồi, hít vào, mình ngồi lên kim cương, mình ngồi dậy nào. Ok, và mình xoay người về phía trước. Rồi, rồi. Xin cảm ơn chị em đã tham gia buổi tập mông ngày hôm nay cùng Đạt Anh, bạn huấn luyện viên Đỗ Nguyệt và bạn huấn luyện viên Mộc Lan. Rồi, và chị em hãy chăm chỉ tập luyện ha. Mình có một bộ mông đẹp thì mình hãy tập chăm chỉ một chút xíu. Rồi, có thể mình thế nào nhỉ? Đối với Đạt mà nói thì là có một bộ mông rất quan trọng. Có một bộ mông rất quan trọng. Thì khi mình có mông rồi á, thì mình mặc quần hay mặc áo, mặc hay là đối với các chị em là mặc váy đi giày cao gót rất là đẹp, được không ạ? Có mông là có tất cả, được không ạ? Rồi, xin cảm ơn chị em ha. Rồi, namaste.